Yo, chào tất cả các bạn, mình là Gen đây. Và hôm nay là bài so sánh giữa Dynamite Belial Fact versus Real. Và cảm ơn bạn Hoàng Văn Bayplay đã gửi mình trước cái con Dynamite Belial của Flame này. Và Flame là hàng Fact nhé các bạn. Các bạn có thể bấm vào link kênh bên dưới để có thể subscribe cho Hoàng Văn Bayplay. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu vào video nào. Đầu tiên mình muốn nói về phần core. Phần core của Dynamite Belial hàng Real thì nó sẽ có những cái chi tiết nó sắc bén hơn và có thể nhỏ hơn, nhưng mà màu sắc các thứ thì họ sơn metallic khá là rõ ràng và màu vàng đậm hơn màu vàng bên Fact. Và cái phần con mắt này nó không bị sơn lem nè. Bên Fact các bạn có thể nhìn xem đấy, hãng lem Fact đấy thì họ làm hồ sơn nó khá là ẩu. Mình cảm thấy là sơn lem khá là nhiều, mình cảm thấy là phải sơn lại khá là nhiều chỗ ấy. Và kể cả cái phần màu xanh dương ở chính giữa core ở đây, các bạn có thể thấy là bên hàng Real nó sáng hơn. Và nhìn như thế thì mình trông có vẻ nó metallic hơn một tí đó, mình nhìn thấy nó đẹp hơn nhiều. Tiếp theo mình muốn nói về phần play. Trên phần play thì các chi tiết vẫn như vậy, nó không sắc bén bằng của hàng Real. Và bên hàng Real họ còn có thể là làm màu trắng này, họ sơn rất là tỉ mỉ, không bị lem. Mặc dù là mình đã chơi chốc rồi, nhìn vẫn đẹp hơn bên hàng Fact nhiều. Hàng Fact họ sơn khá là mỏng, họ sơn mỏng mà lại còn bị lem qua lem lại nữa, nhìn trông khá là không được đẹp. Tiếp theo là về phần disc thì các bạn thấy đây rồi đấy, phần disc bên Fact thì chắc chắn nó sẽ làm sáng hơn bên phần Real. Còn về phần ốc của core, phần ốc của phần core thì phần bên Real là họ sẽ làm những con ốc hình chữ Y. Còn bên Fact thì họ làm con ốc hình dấu cộng. Đây chính là một cái điểm mà mình nên lưu ý cho các bạn. Tại vì ốc hình chữ Y thì các bạn phải có những cái tool vít đặc biệt hình chữ Y đó để các bạn có thể mà mở nó ra được. Tiếp theo về phần driver. Driver ở đây thì phần màu đỏ được làm của phần Real. Của bên Tagratomy thì họ làm phần màu đỏ này bằng cao su. Như thế thì nó sẽ tăng cái độ bám sàn, lúc mà con Belial nghiêng thì có thể tăng tốc lên được. Còn cái con Belial Fact này, cái driver Fact thì họ làm bằng nhựa. Mà nhựa thì nó sẽ không bám sàn bằng bên Real rồi, không bám sàn bằng cao su rồi, vì thế nó sẽ không tăng tốc được tốt như là cái con Dynamite Belial Real. Và Dynamite Belial Real có một cái chức năng nữa, khi mà các bạn gắn cái V-Gear vào thì nó có thể làm nén lực nén lò xo lại. Như thế thì nó sẽ khó burst hơn bình thường khá là nhiều. Tức là khi bạn gắn V-Gear vào thì cái độ cứng của lò xo nó sẽ ngang với một cái driver dash luôn rồi, mặc dù đây là cái driver bình thường. Và về bên Fact thì mình cảm thấy là khi mà ấn xuống như thế này ấy, thì cái lực nén nó không đồng đều giữa hai bên, và có thể là cái phần nén đó nó không liên quan đến cái lò xo luôn. Vì thế có thể là bên Fact ấy, nó bị thụt vào, nó giữ ở đó luôn, nó không có nâng lên lại nữa. Vì vậy nên là bên Fact driver này nó khá là kém rồi, không được tốt bằng Real. Và những cái part này lúc gắn và lắp, gắn ra và lắp vào cái thứ thì nó sẽ không mượt bên Real nữa. Cho nên là mình khuyên các bạn, nếu như các bạn có tiền thì các bạn nên mua một cái con Real về chơi thì nó sẽ bền hơn. Và nhựa bên Fact thì thứ nhất nó sẽ gây hại cho sức khỏe nè, thứ hai là nó sẽ rất là dễ bị mục đi. Tức là các bạn để một cái con Real các bạn có thể chơi được có khoảng mười mấy năm, 20 năm, nhưng mà cái con Fact các bạn chỉ để vài năm thôi là nó bắt nhựa nó bắt đầu mục ra và gãy ra luôn rồi, có khi nó tự gãy ra luôn ấy. Đấy, vì thế nên là các bạn nên cân nhắc về việc lựa chọn giữa Real và Fact. Và ở đây có nhiều bạn nói mình là wow, Flame là hàng Real mà anh bị ngu à. Ồ, không, không nhớ các bạn nhé, Flame là hàng Fact. Nếu mà Flame là Real mà chất lượng như vậy thì người ta đâu có mua của Tagratomy làm gì nữa, đúng không? Đấy, và các bạn nên nhớ Flame là sản xuất ở Trung Quốc, còn Tagratomy công ty của Nhật và có nhà máy ở Việt Nam. Các bạn muốn ủng hộ cho nền kinh tế nước nhà mình thì các bạn có việc mua của Tagratomy thì nó cũng sẽ rất là tốt luôn. Ok, cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.